Các bạn thân mến, thì hôm nay là mùng 7 tháng 8. Thì rảnh rảnh thì tôi lại lấy mấy chậu chia sẻ và sưu tầm mấy cái cây, chia sẻ mấy cây đây. Thì hôm nay có 4 cây này. Như hai cái kiến thì mỗi cái là 200, cây này 300. Và cây này là 700. Cây này thì nó tương đối là xanh. Còn đây mấy chậu này, như hai cái chậu đây là mỗi cái 300, cái này 250. Các bạn thấy lá rất đẹp. Còn cây này thì 150.000. Còn tôi định trồng cái kỳ mà đưa cháu kỷ niệm, tức là nó gọi hồng bẹt của Đắk Lây, thì không biết tôi trồng nó có sống không. Ngoài ra thì tôi trồng một số kiến vào đây, thì các bạn thấy tôi trồng rất đơn giản thôi, cho bỏ thông và cái này sau tôi tưới. Còn kết quả quá trình các bạn bạn nào quan tâm thì có thể theo dõi tôi trồng. Tôi cắt hết rễ rồi này, tôi trồng tôi cắt hết rễ rồi, bây giờ tôi găm vào đây. Và cái xiên nướng thịt này nó không còn nữa, thì tôi mua là phải mua cái đũa nhỏ nhỏ này, thì mình cắm đây để mình buộc nó thôi. Nó cũng tôi trồng thì rất là đơn giản, tất nhiên còn mỗi người một cách cách trồng, cũng các nhà vườn người ta hướng dẫn. Đây tôi chỉ trồng, tôi quay lên để các bạn tham khảo thôi. Đấy, còn vỏ thông nhỏ tôi sẽ cho, đây là mấy vỏ thông to đấy. Còn đi chi tiết các bạn thì tức là mỗi ngày thì mình cũng trồng được thì mình cứ chia sẻ vài cây, bạn nào ưng thì siêu tầm, không ưng thì thôi. Đây cây số 1 nó được khoảng gần 1 gang này. Thì cây này 150.000. Đấy, cây này thân nó như này, các bạn thấy chưa, thân lá quay vì nó không lấy nét ở đây thì nó, đấy các bạn thấy chưa, thân nó tím hồng. Thì cây này thì trồng từ những cái thân năm ngoái thì nó chưa có hoa này. Đấy, 150.000. Sang cái chậu số 2 này thì 250.000. Các bạn thân lá rất đẹp, cái này nó chỉ khoảng 13-14 cm. Thân già của nó là vàng ươm này, cái kiến này trồng như cái kiến này thì nó chưa có hoa này, thân già nó rất nhiều các bạn này. Đấy, còn lá còn lên rất đẹp, còn đây thân nó đây. Đấy các bạn nhìn. Cái này nó lên lá rất đẹp. Đấy thì 250.000. Sang cái chậu số 3 này thì nó gồm hai cái bụi, tức hai cái gốc cây gãy dập đấy thì tôi trồng. Đây nó lên một cái bên này thì thân lá nó như này. Còn ngoài ra nó còn mấy cái kỳ, tức là cái cành cây rừng nó có kỳ tôi vứt vào đây, nó mọc đây được hai cái sao đây các bạn. Tôi vứt 3-4 cái nhưng nó lên được hai cái kỳ. Còn như cái thân già này thì nó vẫn dài dài này. Đấy, đây là hai cái kỳ rừng. Còn cái thân của cây cây này nó phải được khoảng 30 cm này. Lá tre dày. Đấy, thân nó như thế. Còn cây bên này đấy các bạn thấy nó có cái sọc sọc cực đẹp này các bạn này, thì không biết nó như thế nào. Nghĩa là đây tôi trồng cây gãy dập với những cái đoạn thân nó nứt, cái mắt là tôi vứt ở đây là nó có kỳ đấy, thì nó có hai cái kỳ và hai cái mầm gốc này. Cái bên này hình như nó vì tôi cho ít phân, tôi chăm nó không được đấy các bạn. Thì bạn nào ưng thì siêu tầm, cái này 300.000, 300.000. Sang hình 4 cái này nó có hai cái mầm rất đẹp này các bạn này. Hình 4 là 300.000, cái này nó được khoảng gần hơn 1 gang đấy. Nó có hai cái mầm rất đẹp. Còn các cái thân thân đây, thân của năm trước còn đây. Hình như là xà xà, hình như chưa có nốt hoa nữa. Mầm nó nhỏ nhỏ. Ở đây hình như có một mấu nốt hoa. Đấy thì cái này thì vừa rồi tôi trồng đây, rễ nó ra tu tủa này. Đấy còn thân lá này các bạn thấy nó cũng rất đẹp. Đấy, tôi chưa buộc nó lên. Đáng nhẽ buộc nó lên trên này cho nó lên. Đấy thì cái hình 4 này là 300.000. Thì bạn nào quan tâm thì sưu tầm. Xong còn bạn nào quan tâm thì xem tôi trồng mấy cái kiến, kiến và một số cây. Đấy, sang hình 5 là cái rề bọc rừng. Cái này nó chỉ khoảng gần 10 cm thôi. Như cái này là 200.000. Đấy,
lá lom xom xom. Cái lá này nó bị ấy là nó đưa rừng về nó héo khô này. Cái lá này là khô này. Còn cái đây nó gãy dọc thì người ta đưa về như thế. Đấy thì cái này 200 nghìn. Sang hình 6 là cũng 200 nghìn. Đấy người ta cây này lá rất đẹp các bạn, thân lá rất đẹp. Cái này nó cũng được gần 10 cm đây các bạn này. Gần 10 cm thì đây. Hai cái kia cũng gần gần 10 cm. Đấy. Hình 6 là 200 nghìn. Sang hình 7 này là 300 nghìn. Cái này thân già giết nó đây, thân nó rất nhỏ mạnh đấy. Còn tôi quay quay cái thân nó cho các bạn xem, cổ lá phía trên này nó khá là sạch này các bạn, nhưng vẫn có ngấn, mà ngấn một ít rồi. Thì tùy cái này nó được khoảng 10 15 16 cm. Đấy, cây này trông là cũng khá đẹp. Thì cái này là 300 nghìn. Tôi nuôi sưu tầm mấy cái thì trồng. Còn cái hình 8 này là 700 nghìn. Cái này nó được khoảng 25 cm. Còn đây thân của nó tôi quay các bạn. Thân nó muội 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 ám ám chứ hình như nó không có chấm. Còn phía trên này thì khá là xanh các bạn. Cổ lá nó là, tương đối là sạch. Như cái thân nó ám ám, nó không phải nó không phải xanh đét hẳn mà nó hơi gọi là ám ám. Đây còn thân già nó bé tí. Đấy phía trên này thì nó ám ám này, còn tôi quay để các bạn nhìn chứ mình mô tả này nhiều khi. Đấy nó được hơn 1 gang. Đấy, mặt trước mặt sau đây. Thì cái này phải 700 nghìn. Đấy thì hôm nay tôi đưa là bính nhiêu cây thôi. Còn bây giờ bà các bạn quan tâm thì xem tôi trồng mấy cái này. Đấy các bạn, thì tôi trồng thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì mình trồng theo cái kiểu của mình. Thì mỗi người khi mà người ta làm kênh với làm trồng này, người ta cũng hay hướng dẫn. Như tôi đây, tôi chỉ trồng, tôi quay nên các bạn xem tham khảo. Bởi vì như của tôi chăm tôi hay tưới bằng vòi nên là tôi cho ở dưới nó thật thoáng. Đây như mấy cây đây thì tôi cứ buộc vào đây thôi. Chắc là mình trồng mỗi cái này là hai cây. Đấy thì tôi trồng là rất là đơn giản các bạn. Cây này các bạn thấy là cũng khá đẹp này. Uốn cái này nó lên. Đây này, khi cắt rễ là nó ra rễ này các bạn này. Mình cắt rễ là nó ra cái rễ này thì chắc là mình trồng đây phát là mình ban đầu thì mình tưới một mức độ đấy thôi. Xong rồi sau thì nó ổn định cái chỗ vết cắt thì là mình tưới nước bình thường. Chứ tôi thì tôi để trên giàn và tôi tưới theo cái chế độ tôi xịt. Đấy các bạn, trồng rất đơn giản. Còn cái đây thì tôi cho vỏ thông to này. Còn các bạn về kết quả trồng như nào thì đấy, các chậu kia của tôi đấy, đấy là kết quả tôi trồng đấy. Thì nhiều khi cứ hỏi thì nó cũng biết thế thôi. Bởi vì nhiều bạn thì cũng trồng đấy, nó không có cái xiên, mua cái xiên nướng thịt nó có cái đèo nhọn thì khi ta đóng vào cái xốp là nó rất là dễ. Đấy thì mỗi chậu này chắc tôi trồng hai cái kiến các bạn. Mình vì trồng mỗi chậu một kiến nó nhiều chậu quá. Đấy tôi trồng hai cái xong có thể tôi trồng ba cái thôi, thì mình cứ trồng thí xác ở đây. Cái này thì tôi buộc cái thân giả rồi. Đấy các bạn. Đây là cái vỏ thông nhỏ, tức là vỏ thông tôi chọn cho cái mặt này người ta gọi là một cái gì vỏ thông một, vỏ thông hành ngô.
nghĩa nó tầm tầm bằng hạt ngô thì chắc là người ta gọi là bỏ thông hạt ngô. Thì tôi vẫn trồng cái gốc của này của nó trên cái mặt giá thể đấy, cố định như thế thôi. Thì mua cái kẹp như cái thân này, cây này nó nhỏ quá kẹp không được các bạn, nên là mình buộc đấy. Còn như cây này thì nó cái thế chưa, các bạn thấy rễ nó bắt đầu nó nhú này, thì mình buộc này rễ nó nhú rồi thì chắc là nó cũng nhanh ra thôi. Đấy thì tôi trồng rất đơn giản này, và mình để mình tưới nước. Tôi có thể tôi cho một tí rêu lên nó, vì mùa này thì khi mà mình để không có nước mưa thì mình cho một tí rêu. Đấy thì tôi sẽ trồng tiếp. Còn đây cái cây này của cái đứa cháu nó kỷ niệm, nó mà hồng bẹt, tức là hoa nó thuộc bên nó hồng như lưỡi, là bẹt như tất nhiên bẹt ở con tum, cái hoa hình như nó nói là bẹt như một tí đầu lưỡi vẫn còn trắng, như hoa còn khá đẹp. Thì nó cắt lại ươm kia thì nó cho tôi cái này, thì tôi trồng thử, tôi trồng ở chậu to này. Còn các bạn, tôi sưu tầm cái cây lá cải để các bạn quan tâm thì tôi cứ quay lên đây thôi. Đây tôi đang định trồng nó lại, nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại tôi không trồng lại nữa, vì nó bén rễ, đây rễ nó xanh nét, nó ăn xuống chậu đây. Cái giá thể này thì như đây là nó tưới, vì mùa mưa của con tum là nó ẩm nhiều, nên là nó tưới cái gì, thuốc gì chống thối nhũ nữa. Đây các bạn nhìn lá nó thì nó có kẻ rất rõ này các bạn đấy, nhưng mà nó dính cái này nên là khó nhìn. Cây này của tôi nó phải được 15 cm đấy, thì mình lấy cái cây dài dài đấy, thì lá nó đấy nó sọc. Mấy cây kia nó rõ hơn, như tôi bà xã thích lấy cây này thì mình lấy cây này. Còn như đây đấy, lá nó sọc sọc, quay này nó không rõ lắm, nó dính cái trắng trắng này, quay không rõ lắm. Đây nó mấy lá trên này thì rất rõ này. Đây các bạn thấy cái đây nó giữa, cái này nó cũng giữa này, nhưng mà nó dính này. Thì chắc là tôi cứ để nguyên thế này thôi. Thì các bạn, mình không trồng ra chậu khác nữa, mình chỉ trồng cái kia thôi. Đấy thì mình làm cây lá sọc mình chơi cho nó. Tôi cũng có một vài cây nhưng mà nó trồng nó rang lên thì lúc nào tôi quay lá sọc 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 sọc, kể cả một cây non non tu lá sọc rất đẹp đấy các bạn. Đấy các bạn, đây là những góc độ nhìn nó sọc này đấy, cái này thì ở trong giữa đây quay nó không được rõ lắm, thì nó dính nhem 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 kia, vì nó đã tưới rồi, tôi không không động và tôi không kệ nó, bởi vì nó đã tưới đấy rồi thì kệ nó thôi. Đấy thì cây này thì là tôi sưu tầm chứ tôi không trồng sẵn, là bây giờ mình chỉ tưới nước cho lên. Đấy thì tôi vẫn tiếp tục, tôi sẽ trồng những cái này, thì bạn nào quan tâm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207, và các bạn ủng hộ kênh, like và chia sẻ. Video này tôi làm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.